Xin chào bạn, đây là bàn viễn cơ không dây RK71 phiên bản version 4. Đây là phiên bản đời thứ tư và mới nhất của RK71. Kiểu thiết kế của nó thì cũng giống y như các phiên bản đời cũ khác thôi, nhưng mà nó sẽ có nhiều điểm nâng cấp đáng giá, chút nữa mình sẽ nói sau nhé. Và hãng sẽ tặng kèm thêm cho các bạn một cọng dây cáp sạc, đây, cáp kết nối kim luôn, cáp sạc Type-C để các bạn có thể cắm vào các bàn phím để các bạn dùng chế độ có dây. Và sẽ có một cái cây puller như thế này để các bạn có thể gấp cây cáp, và một đồ gấp quýt vì bàn phím của chúng ta sẽ có hot wash như các bạn. Đây, các bạn có thể thấy là có thể thay nóng được cái quýt. Chỉ có phiên bản mới nhất là phiên bản version 4 này các bạn mới có thể thay được quýt nhé, còn các phiên bản 1, 2, 3 thì sẽ không được. Phím của chúng ta thì sẽ tương thích được hầu hết các chân quýt ở trên thị trường, ví dụ như Cherry Guy hoặc là Gateron, nên các bạn cứ thoải mái mà đổi quýt ha. Mặt sau của bàn phím á, thì nó sẽ có 4 miếng cao su như thế này để chống trơn trượt. Ngoài ra hãng sẽ tặng kèm thêm cho các bạn hai thanh nâng, đây bằng 500 như vậy, các bạn chỉ cần hịch vô là được, và giúp cho các bạn là gõ chữ không bị mỏi tay và dễ dàng hơn khi gõ chữ. Ở đây các bạn có thể thấy là on với off, nếu các bạn mà để off á, thì các bạn cắm dây Type-C ở đây để dùng, còn các bạn gạt qua on nó là ở chế độ không dây. Và chế độ không dây á, thì có chữ B và chữ G. Chữ B á, là Bluetooth của nó là sẽ sử dụng Bluetooth 5.1 kết nối ghi nhớ được 3 thiết bị nhá. Đây, 1 2 3 là chữ QWE. Còn với chế độ chữ G á, là wireless, là các bạn lấy cái USB receiver này ra và cắm vào máy tính bàn, máy laptop hoặc là TV để dùng. Đây chỉ là một clip review nhanh thôi, nếu các bạn mà cần clip review chi tiết á, thì mình sẽ để link ở bên dưới nhé. Và đây là số điện thoại của bên mình, để các bạn cần tư vấn thì cứ gọi cho mình, hoặc là link mua hàng được miễn phí vận chuyển.